Hello gozaimasu, watashi wa Trần Thị Thanh Thúy desu. Echi ni chiko gi o daigaku no 4 nen sei desu. Hotei daigaku de nihongo to senmon o benkyou shimasu. Watashi no senmon wa hoteru desu. Douyo yoroshiku onegai shimasu. Đây là Hotel Story. Và câu chuyện ngày hôm nay mình muốn mang đến cho tất cả các bạn chính là hành trình thực hiện hóa ước mơ và hành trình trải nghiệm 6 tháng thực tập tại Nhật Bản của mình. Trời mọc bởi văn hóa nếp sống và con người. Mình ước mơ được sống, trải nghiệm và làm việc tại Nhật Bản. Mình đã nung nấu ước mơ này ngay từ những ngày đầu mình đăng ký nhập học tại chương trình đào tạo Việt Nhật của Hotech. Trong quá trình học thì đã thôi thúc mình là hãy thực hiện ước mơ này thật sớm thật nhanh. Tuy nhiên mãi đến năm tư thì mình mới có cơ hội thực hiện ước mơ này. Để có được cơ hội thực tập 6 tháng tại Nhật thì lời nói đầu tiên xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chương trình đào tạo Việt Nhật VJIT của Hotech thì đã tạo cơ hội cho em tham gia các kỳ internship vừa rồi. Bằng cách đó chính là viện đã liên kết với các doanh nghiệp Nhật Bản để các bạn sinh viên tham gia ứng tuyển phỏng vấn, và may mắn là em đã có cơ hội trúng tuyển vào một đơn vị chính là khách sạn Grand Deco thuộc tỉnh Fukushima. Khi mà đặt chân đến sân bay thì nghe mọi người nói tiếng Nhật rất là nhiều. Tụi em bị chết rồi, ngợp quá rồi, giờ sao giờ ta? Hay là quay ngược lại đi về Việt Nam thôi chứ? Mọi người nói nhiều quá mình không hiểu rồi giờ sao? Chưa đến công ty mà nghe vậy rồi, tới công ty mọi người nói nữa, rồi sao trả lời với mọi người đây? Tuy nhiên với sự chuẩn bị từ trước trong quá trình học tập ở Việt Nam cũng như là học tập tại VJIT thì em đã lấy lại bình tĩnh và có thể hòa nhập được với Nhật Bản. Thời gian đầu thì khi mà em qua Nhật có cái khó khăn trong ăn uống đó là về cái khẩu vị nêm của người Nhật, thì gia vị hoàn toàn khác với Việt Nam của mình. Người Việt Nam mình thì hay nêm nước mắm cho nó đậm đà, nhưng mà người Nhật thì họ không dùng nước mắm và họ không thể ăn được nước mắm luôn, cho nên là nó thiếu cái vị đậm đà của Việt Nam nên tụi em rất là khó ăn. Và ngoài ra thì có một cái món mà khi mà đi về Việt Nam luôn thì em vẫn chưa thể ăn được, đó chính là món cà ri. Mặc dù đối với người Nhật món đó rất là ngon và một cái món quốc dân luôn, hơi phụ lòng mọi người một xíu. Tuy nhiên là trong cái quá trình ở lại thì cô trong bếp dò hỏi tụi em và cô cũng biết được cái khẩu vị của tụi em, cho nên là cô rất là chu đáo, là mỗi ngày cô sẽ chuẩn bị cho tụi em những cái phần ăn riêng, là phần ăn riêng cho người Việt Nam. Và ngoài ra thì mỗi lúc mà đến cái món cà ri á, thì cô sẽ làm một cái món khác cho tụi em. Và nhờ có cô thì thời gian sau này tụi em đã thích nghi được và tụi em ăn cũng được nhiều nhiều. Tuy 6 tháng nhưng mà những cái kinh nghiệm và những cái điều mà em học tập được ở doanh nghiệp và học tập được ở các bác rất là nhiều. Về chuyên môn của em là về nhà hàng thì em may mắn được thực tập ở cả hai nhà hàng, đó là nhà hàng Âu và nhà hàng Nhật. Thì em được bổ sung những cái kiến thức chuyên môn về phong cách phục vụ cũng như là cái cách lên thực đơn và cái cách làm việc của mọi người trong nhà hàng. Đó là một cái phần trang bị cho em sau này khi về Việt Nam có thể áp dụng vào trong cái công việc của mình. Và ngoài ra thì trong công việc mọi người rất là đúng giờ, và đặc biệt là mọi cái chi tiết thì rất là tỉ mỉ và cẩn thận chỉnh chu từng cái một. Chính vì thế là em cảm thấy là chuyến đi này thật sự ý nghĩa, bởi vì mình học được rất là nhiều điều rất là có ích đối với ngành học của mình. Cái điều mà em ấn tượng nhất là về câu chào. Mọi người sẽ không phân biệt là gặp nhau vào buổi nào, mọi người sẽ quan tâm là mình gặp nhau người đó lần đầu tiên hay là lần thứ mấy qua cái câu chào. Nếu như mà buổi sáng em đang gặp bác thì em sẽ chào bác là Ohayo, và nếu mà buổi sáng em chưa gặp thì em vẫn sẽ chào bác buổi trưa là Ohayo. Tuy nhiên nếu như mà buổi sáng em đã gặp bác rồi thì buổi trưa em sẽ chào bác là Konnichiwa, để bác biết là buổi sáng mình đã gặp nhau rồi, mình đã làm việc chung với nhau rồi, kiểu như vậy. Thế rồi mỗi lúc mà đi về thì tụi em hay chào là chào các bác vì các bác đã làm việc vất vả, là Ochikadesama desu. Các bác lúc đầu thì các bác chỉ chào tụi em là desu, Ochikade. Tụi em bị bất ngờ. Nhưng mà sau khi mà tụi em tìm hiểu và thời gian gắn bó với mọi người thì đó là cái cách mà mọi người chào thân mật với nhau. Em muốn là sau này khi mà về thì mình sẽ có cơ hội, ví dụ như là mình làm việc với các bạn đồng nghiệp với nhau thì mình sẽ rèn luyện cho nhau một cái thói quen chào. Người Việt Nam mình có cái câu là câu chào cao hơn mâm cỗ.
sẽ nói thì cái hành trình đi Tokyo trong 2 ngày 1 đêm với bác Kato là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của tụi em. Và bình thường thì tụi em hay gọi bác là ông nội. Thì ông nội là một người rất là chu đáo. Mặc dù ông nội ít nói nhưng mà ông nội sẽ dùng hành động để quan tâm cho tụi em. Thì trong những lúc làm việc thì ông nội hay hỏi vu vơ, hay trêu tụi em á là tụi con qua đây mà tụi con cứ làm việc xong rồi không có cái chỗ nào để đi chơi hết, không buồn không chán à. Bác hỏi thì mình cũng trả lời vu vơ là tụi con muốn đi Tokyo. Chỉ trả lời vu vơ thôi bởi vì nó xa và rất là khó để có một cái kế hoạch cụ thể để đi. Nhưng mà bất ngờ hôm sau bác lại lên một cái kế hoạch chi tiết cụ thể rõ ràng, từng cái một rất là tỉ mỉ khiến tụi em rất là bất ngờ. Xong rồi bác còn bảo là không cần chuẩn bị gì hết, chỉ cần chuẩn bị hành lý và chuẩn bị cho mình một đồ thật là xinh đẹp, bác sẽ đưa tụi con đi chơi. Thế là bác đưa tụi em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và tuy là chỉ có 2 ngày 1 đêm mà chuyến đi nó rất là nhanh chóng, mọi cái nó đều nằm trong một cái thăm lai hết, nhưng mà đã có rất là nhiều kỷ niệm. Và trong suốt cái hành trình đi thì tụi em có cái cơ hội được trò chuyện với bác nhiều hơn. Bác cũng hỏi về Việt Nam, tụi em thì hỏi về Nhật Bản. Và tụi em cũng có được nhiều cái kiến thức hơn về văn hóa, cũng như là được hiểu nhiều hơn về bác và những các anh chị cũng và các bác đồng nghiệp trong công ty nữa. Trong hành trình 6 tháng của em thì bên cạnh những cái kỷ niệm vui thì cũng có những cái kỷ niệm về những cái khó khăn mà em gặp phải. Khi mà làm việc thì bên cạnh những người đã giúp đỡ em thì cũng có một vài người, không biết là vì một lý do gì, nhưng mà cảm giác như là họ có khoảng cách với mình và họ không có hài lòng về cái việc của mình đang làm. Kiểu như mình đang cản trở công việc của họ là tại vì mình vướng bận tay chân họ á, mình không phải là người Nhật, họ rất là khó giao tiếp với mình, họ nói mình không hiểu thì họ cũng ngại giao việc cho mình. Cho nên là những lúc như vậy thì em cảm thấy là mình thật là vô dụng. Các bác đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Nếu như mà có cơ hội thôi thì mình phải về Việt Nam liền thôi. Nhưng mà dần dần thì chính cái sự nhiệt tình và cái sự giúp đỡ của các bác đã làm cho em cảm thấy là những cái đó chỉ là cái thử thách bước đầu thôi. Tại sao mọi người, tất cả các bạn đi chung có thể làm được mà mình không làm được? Tại sao mọi người đang cố gắng mà mình lại lùi bước về sau? Mình đang làm ảnh hưởng không chỉ đến các bạn đi chung mà còn ảnh hưởng đến các bác. Mình đang phụ lòng các bác. Và cái mục tiêu của mình đến đây là để học hỏi nhiều hơn, mà mình chưa học được gì mà mình đi về vậy thì có thật sự là một cái chuyến đi ý nghĩa không? Về VJIT thì đây là một cái cơ hội rất là tốt đối với em. Bởi vì viện luôn tạo rất là nhiều cái cơ hội, các kỳ tham quan thực tế các doanh nghiệp, cũng như là các chương trình liên quan về Nhật Bản để tụi em tìm hiểu về văn hóa, con người, phong cách và tìm hiểu về doanh nghiệp Nhật Bản để tụi em có thể trang bị được những cái kiến thức cần thiết trong suốt cái quá trình học tập tại VJIT, để có thể là sau này tụi em có thể thích nghi được với doanh nghiệp một cách tự tin nhất có thể. Trong nhóm các ngành đào tạo của viện là những doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có, và những doanh nghiệp Nhật Bản tại Nhật Bản và có trụ sở tại Việt Nam để phỏng vấn cho sinh viên đăng ký tham gia, và sau đó thì sẽ có cái cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Thì khi mà em đến tham dự thì em thấy được là cái cơ hội được thực hiện ước mơ của mình nó rất là gần, bằng cách là mình có thể tham gia đăng ký phỏng vấn vào các doanh nghiệp. Và cái việc mà mình tham gia hàng năm như vậy thì giúp cho em đó là em tìm hiểu được những cái yêu cầu của doanh nghiệp để về trong quá trình học mình sẽ trang bị những cái kiến thức để khi mà mình đặt bút viết vào CV và nộp CV thì mình phải chắc chắn là mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Thì về văn hóa thì tụi em được tìm hiểu nhiều thông qua các hoạt động cũng như là các workshop của viện đã tạo điều kiện cho sinh viên là vừa giao lưu với lại giảng viên người Nhật có và những cái trường liên kết đó là KIT. Thì tụi em có cơ hội được làm việc với người Nhật và được mọi người chia sẻ rất là nhiều về những cái văn hóa và những cái nét đặc trưng của Nhật Bản. Về định hướng trong tương lai thì với những cái kiến thức mà tụi em đã tích góp được trong 6 tháng vừa qua và những kiến thức mà tụi em đã được học tại trường thì chắc chắn một điều là em sẽ apply tiếp vào một doanh nghiệp Nhật Bản để có thể phát huy được hết những cái gì mà mình đã được học ở trường và những cái điều mà mình đã tích góp vừa qua trong 6 tháng. Và đến thời điểm hiện tại, nếu như có ai đó hỏi mình rằng liệu mình có muốn quay lại Nhật Bản một lần nữa hay không? Thì câu trả lời của em là có, và nó là một cái ước mơ tiếp theo của em nữa. Bởi vì em mong muốn một lần không chỉ đến Nhật để làm việc nữa,
mà là em muốn đến Nhật để được gặp lại mọi người, những người đã đồng hành cùng với em trong 6 tháng vừa qua. Và nếu như mà trong hôm nay hoặc là ngày mai mình có thể nhận được một cái email tuyển dụng từ một cái doanh nghiệp ở Nhật Bản thì mình chắc chắn là mình sẽ kéo vali đi ngay luôn. Và lần này thì sẽ khác so với lần trước, thì là mình đã có được cái sự tự tin hơn và mình cũng đã có được 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, cho nên là chắc chắn lần này mình sẽ cố gắng làm tốt và tốt hơn so với lần trước. Không riêng gì bản thân em mà tất cả các bạn đang theo học tại chương trình đào tạo Việt Nhật và các bạn đang có ước mơ được đi đến Nhật thực tập hoặc là du học chẳng hạn, các bạn còn rất là trẻ, còn rất là nhiều thời gian, cho nên là khi mà các bạn có ước mơ thì hãy hành động và thực hiện ước mơ của mình. Bởi vì nếu mà các bạn không hành động cũng như là các bạn không có sự cố gắng thì ước mơ của các bạn cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Hãy cố gắng mỗi ngày. Bên cạnh cái việc đó là các bạn chuẩn bị cho mình về kiến thức thì hãy chuẩn bị cho mình về tiếng Nhật, thì cái đó là cái điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải có. Và ngoài ra thì các bạn cần phải tìm hiểu thêm về văn hóa cũng như là về sinh hoạt và con người của Nhật Bản, để khi mà các bạn qua thì các bạn sẽ vận dụng tất cả những cái hành trang, những cái kiến thức mà mình đã trang bị, mình có thể thích nghi được với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên thời gian đầu thì nó sẽ rất là khó khăn và còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà dần dần thì những cái điều mà các bạn đã tích góp được và những cái trải nghiệm thực tế của các bạn thì nó sẽ khớp lại với nhau và các bạn sẽ có một cái hành trình cũng như là một cái trải nghiệm thật là ý nghĩa. Minasan, kanbatte kudasai.